Bạn đam mê vẽ thời trang, bạn học thiết kế và muốn cải thiện kỹ năng vẽ hoặc mong ước trở thành họa sĩ minh họa thì Kiwi xin giới thiệu khóa học vẽ diễn họa từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp toàn bộ kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết. Kiwi mong muốn mang lại những kiến thức và kinh nghiệm của mình một cách có hệ thống. Bạn đừng lo nếu mình không biết vẽ hoặc chưa từng học vẽ. Chúng ta sẽ học để vẽ theo cách của riêng mình nhé. Thông tin chi tiết mình sẽ để bên dưới video này. Hãy đăng ký ngay nha! Hello mọi người ơi, hôm nay Kiwi sẽ chia sẻ cách tạo chất liệu vải có hiệu ứng holographic. Đây là một loại chất vải rất là đặc biệt mà thiệt sự là cũng rất là khó để diễn tả. Trước tiên để mình lấy màu ra đã. Nay thì mình sẽ dùng màu toner dạng tuyết. Mình sẽ tận dụng những tông màu xanh có sẵn ở đây, thêm một chút màu vàng và màu đỏ nữa, và một ít màu tím. Hologram hay holographic thực chất là một hiệu ứng 3D công nghệ kỹ thuật số tạo ra hình ảnh màu sắc đa chiều. Chất vải này khá là độc đáo, khi xoay nghiêng nhiều góc độ nó sẽ cho ra nhiều màu sắc chuyển động liên tục hoặc là tạo thành những cái đường gợn sóng đa sắc giống như là cầu vồng. Nói chung là nhìn rất là bắt mắt. Bạn chịu khó Google thì sẽ rõ hơn về cái này nha, vì mình cũng đọc trên đó ra thôi à. Trong holographic thì có nhiều dãy màu sắc và sắc độ khác nhau, nên trước hết thì để cho đơn giản thì mình sẽ tìm xem là có những màu nào trên cái dãy đó. Ví dụ như là cái váy này thì sẽ có dãy màu chuyển từ tím qua xanh dương, rồi đến một dãy sáng trắng, rồi qua vàng, cam, đỏ, và rồi lại lặp lại như vậy. Khi mà tìm ra được cái dãy màu này rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định được những màu cần sử dụng mà không bị rối rắm. Bây giờ thì mình sẽ lên màu cho chiếc váy này nha. Hiệu ứng ánh sáng trên váy thì nó phụ thuộc vào những cái nếp gấp trên vải, nên những chỗ nào cong hay là phồng lên thì chỗ đó sẽ bắt sáng. Những vùng này thì mình sẽ chừa giấy trắng để tạo độ bóng. Và như vậy thì mình sẽ bám sát theo dãy màu như đã làm ở trên để chuyển màu. Lớp đầu tiên này thì mình sẽ tô một lớp màu thật là nhạt trước, lúc nào cũng như vậy hết. Tiếp tục thì mình sẽ tô cho phần váy bên dưới, nhớ là phải chừa trắng giấy cho những vùng sáng nha. Điều này rất là quan trọng khi mà bạn tô những chất vải màu trắng hoặc là những chất liệu sáng bóng. Thiệt ra thì chừa trắng giấy như thế này cũng rất là khó, nhất là đối với những bạn mới bắt đầu tập vẽ màu nước. Nhưng mà các bạn có thể sử dụng keo chặn, tức là mình sẽ tráng một lớp keo lên trước khi tô màu và sau cùng thì mình sẽ gỡ cái lớp keo đó ra, thì cái phần giấy mà có phủ keo thì nó sẽ được chừa sáng lại. Nhưng mà đôi khi sử dụng keo chặn nó sẽ làm cho mảng sáng của mình nhìn hơi bị giả trân á các bạn. Cho nên là mình vẫn hay tự vừa tô vừa chừa sáng như thế này, nhìn nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Ban đầu thì có thể hơi khó, nhưng mà nếu mà các bạn tập luyện nhiều thì sẽ làm được thôi. Và lưu ý là ví dụ như chỗ nào mà nó có nhiều chi tiết nhỏ như thế này thì các bạn nên sử dụng những cây cọ nét hoặc là những cây cọ có size thật là bé thì sẽ dễ chừa trắng hơn. Nhìn hình bây giờ thì đã bắt đầu có lớp lan và những cái đường gợn sóng đa sắc rồi nè.
Bạn nào mà muốn tập luyện vẽ chất liệu holographic này thì nên tìm một cái hình nào đó là hình thật nha, để mình dựa vào đó mình nhìn theo và mình vẽ lại thì nó sẽ dễ hơn là các bạn tưởng tượng. Tại vì cái chất liệu này nó đã khó rồi mà còn tưởng tượng ra nữa thì mình thấy nó rất là khó để diễn đạt luôn. Tại vì mỗi cái nếp gấp vải nó sẽ tạo ra những cái đường gợn sóng nó khác nhau và cái ánh sáng chiếu lên đó nó cũng sẽ khác nhau nữa. Nên là các bạn chắc chắn là phải tìm một cái hình thật, và trong khi mà mình tô như thế này thì mình cũng phải nhìn vào cái hình liên tục chứ không thể nào mà mình tự vẽ ra được như vậy đâu. Sau khi lớp đầu tiên đã khô lại thì mình sẽ tiếp tục lên lớp tiếp theo để tăng sắc độ ở những vùng tối. Trên chiếc váy này thì nó sẽ có những cái vùng trũng xuống cho nên là nó sẽ bị che khuất và tạo ra cái mảng tối. Và ở đây thì mình sẽ tăng đậm sắc độ hơn một chút nữa. Và cũng là những cái màu đó, cũng là cái dãy màu đó, nhưng mà mình sẽ cho nó sắc độ nó sậm hơn. Rồi cứ như thế mà tiếp tục thôi. Sau cùng thì mình sẽ sử dụng bút chì màu để nhấn rõ chi tiết và tăng thêm sắc độ ở những cái vùng sáng nữa. Ở đây thì mình cảm thấy là cái màu vàng khi mình tô màu nước nó vẫn chưa đủ, cho nên là mình thêm một chút vàng ở đây. Ok, và như vậy là mình đã xong chiếc váy này rồi. Rồi bây giờ tiếp theo sẽ là một ví dụ khác. Đây là một cái dãy màu nó có phần tươi và rực rỡ hơn. Cũng là những cái dãy màu tương tự giống như vừa nãy, có nghĩa là từ màu tím chuyển qua xanh, rồi ngã đỏ, cam, vàng. Nhưng mà cái sắc độ của nó sẽ đậm hơn, sậm hơn, tươi hơn. Thì như ban nãy mình có nói, thì để đơn giản nhất thì các bạn nên thử vẽ ra nháp cái dãy màu mà mình chuẩn bị lên, để mình biết được là trong cái dãy màu đó thì mình sẽ cần phải chuyển những cái màu gì. Rồi bây giờ thì lên lớp màu đầu tiên thôi. Trên chiếc áo này thì có rất là nhiều những cái vùng sáng bóng, nhưng mà ở đây thì mình sẽ chỉ chừa giấy lại ở những vùng lớn thôi, còn lại những cái vùng sáng bóng nhỏ và nhiều chi tiết thì mình sẽ xử lý sau. Những cái chỗ nhỏ xíu này mà chừa ra thì nó chung là cũng được á, nhưng mà thật sự nó rất là khó và rất là mất thời gian nữa, cho nên là mình sẽ lựa chọn cái cách thức nó dễ hơn. Lát sau nữa thì mình sẽ chỉ các bạn.
Sau khi đã lên màu khoảng độ 2-3 lớp rồi thì mình sẽ bắt đầu lên chi tiết cho những cái vùng tối. Ở trên này có rất là nhiều những cái nếp nhăn, những cái nếp gấp nhỏ, cho nên là mình sẽ dùng cọ bé hơn và bắt đầu đi chi tiết. Một là chúng ta có thể pha đậm màu hơn, có nghĩa là thêm ít nước thôi và cho nhiều màu và bắt đầu nhấn đậm những cái vùng tối. Và những cái vùng nào tối hơn nữa thì mới cho màu đen vào. Chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều màu đen nha mọi người. Coi chừng bài nó đen thùi lùi luôn á. Để mà tăng sắc độ mà không làm bài bị đen thì tốt nhất là các bạn nên pha thật là nhiều màu và ít nước lại thôi. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng cái lượng màu thật là đặc. Thì tự động cái mảng đó nó sẽ sậm hơn mà không nhất thiết phải thêm màu đen. Cuối cùng sẽ tới cái giai đoạn rất là quan trọng này. Nói chung là mình rất là thích cái công đoạn này. Có nghĩa là mình sẽ nhấn sáng lên bằng cách là mình sẽ dùng màu poster. Ở đây mình sẽ dùng màu poster hiệu Pentel. Đây là cái màu rất là phổ biến mà các bạn có thể mua ở ngoài những cái tiệm họa cụ hoặc là đặt hàng trên Shopee nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ pha một chút xíu để cho cái màu trắng này thật là đặc. Và bắt đầu mình sẽ lên thêm những cái mảng sáng. Lúc nãy là những cái mảng chừa trắng của mình, chỉ là những cái mảng sáng lớn thôi. Ở đây thì mình sẽ dùng màu trắng để nhấn những mảng sáng chi tiết và nhỏ. Rồi và cứ thế thì mình sẽ nhấn sáng lên cho những cái phần nếp gấp, rồi nếp nhăn. Rất là dễ dàng đúng không? Bây giờ thì mình sẽ dùng chì trắng để nhấn thêm một vài cái mảng sáng nữa và coi như là xong rồi đó. Hy vọng là cái video này đã giúp ích cho các bạn nào mà đang tò mò về cách thức tả hiệu ứng holographic này. Nếu bạn muốn mình chia sẻ thêm về những cách để tả những chất liệu khác nữa thì có thể bình luận ở bên dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Nhớ like và share video để ủng hộ mình nha. Bye bye!